Vlog xin chào mừng khán thính giả. Thưa quý vị, cách đây 25 năm, vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Bill Clinton và Thủ tướng Võ Văn Kiệt thông báo Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ. Thứ Năm 29 tháng 10 năm 2020, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đến Hà Nội lúc hơn 20 giờ, theo nguồn tin của VN Express ngoại trưởng Mỹ Pompeo thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 29 và 30 tháng 10 theo lời mời của phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo sẽ gặp thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh và bộ trưởng Công an tô Lâm. Việt Nam là một trong số các điểm dừng chân của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du một loạt các quốc gia châu Á. Trước đó, ông Pompeo đã dự đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn Độ ở New Delhi, thăm Sri Lanka và Indonesia. Thưa quý vị, tin tiếp theo là hậu quả của BLM. Nhà thờ tin lành của người Việt Nam tại Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania đã bị Black Lives Matter đốt. Theo lời mục sư phạm thì nhà thờ đã hoàn toàn bị mất. Tòa nhà của nhà thờ đã bị đốt cháy trong đêm thứ ba 27 tháng 10, trong đêm bất ổn thứ hai trong thành phố sau vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông da đen hôm thứ hai. Mục sư Philip Phạm nhận được một cuộc gọi vào tối thứ ba từ một tín hữu nhà thờ mà bạn của anh ta đã nhìn thấy ngọn lửa và bảy xe cứu hỏa vây quanh nhà thờ. Ông Phạm nói, tôi không biết tại sao họ lại tấn công nhà thờ của chúng tôi, họ đốt nó từ mái nhà, họ ném các hóa chất dễ cháy lên mái nhà ngọn lửa đã cháy qua mái nhà xuống phần còn lại của tòa nhà. Ông nói rằng cơ sở này là một mất mát hoàn toàn. Phạm vi quan tâm hàng đầu là ba ổ cứng. Kể từ trước khi mua tòa nhà vào năm 2005, nhà thờ Việt Nam này đã hoạt động như một trung tâm cộng đồng vào mỗi ngày trong tuần, cung cấp trợ giúp về thủ tục giấy tờ nhập cư, thuế và thậm chí cả tư vấn hôn nhân. Thông tin có giá trị hơn 15 năm về hàng trăm vụ việc nằm trong ổ cứng được lưu giữ tại nhà thờ. Ông Phạm cho biết khi nhận được cuộc gọi về vụ cháy, ông ngay lập tức bắt đầu cầu nguyện rằng ổ cứng sẽ được cứu thoát. "Tôi đã cầu nguyện ngay lập tức, Chúa ơi, xin hãy bảo vệ những ổ cứng." Ông Phạm nhớ lại, "Những thứ khác có thể được phục hồi nhưng những tập tin đó sẽ không bao giờ được phục hồi." Lực lượng cứu hỏa cuối cùng cũng đã cho mục sư này vào sau khi ngọn lửa được dập tắt. Ông Phạm nói rằng ông đã rất kinh ngạc. Tôi thấy các bộ định tuyến và mô đâm và những thứ xung quanh ổ cứng đều bị đốt cháy, tan chảy, ông nói. Nhưng miếng ổ cứng đó không có hại gì, không có hại gì cả. Chỉ cao hơn 2 feet đó tất cả đều tan chảy. Thật là ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời biết nhu cầu của chúng ta và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta ngài là đức chúa trời toàn năng ngài đã ban cho lời cầu nguyện của chúng tôi mục sư phạm cũng cho biết một số thành viên trong nhà thờ sợ hãi vì bạo lực và cướp bóc nhưng ông khuyến khích họ giữ một quan điểm vĩnh cửu trước tình hình bạo lực trong thành phố của mình ông phạm khuyến khích các mục sư thanh niên nhấn mạnh với những người trẻ rằng sự giận dữ của loài người không mang lại sự công bình của đức chúa trời bạn không thể sử dụng sự tức giận của mình và được biện minh ông nói Thưa quý vị, tiếp theo là hai tin rất tốt trong ngày hôm nay. Hy vọng nó sẽ giúp Tổng thống Trump thắng cử. Số người mới nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống còn 752.000, thấp hơn dự đoán của các chuyên gia 781.000. Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 7,1%, số người thất nghiệp giảm 40.000 trong tuần qua. GDP tăng kỷ lục chưa từng có trong quý 3 lên tới 33,1%, vượt tiên đoán 32% của Dow Jones. GDP của Mỹ đã gần quay trở lại với trước lúc đóng cửa vì đại dịch. GDP hiện nay là 21.200 tỷ đô la Mỹ so với trước đại dịch là 21.600 tỷ đô la. Dự đoán nếu không có kích thích kinh tế thì quý 4 sẽ chỉ tăng khoảng 4%. Kích thích kinh tế bị đảng dân chủ bắt làm con tin vì chủ tịch Hạ viện Pelosi Dogie muốn đánh bại Trump bằng mọi giá. Đó là lý do cho đến nay vẫn chưa có nếu Trump thắng cử thì các bạn sẽ thấy đạo luật cứu trợ và gói kích thích kinh tế được thông qua ngay. Quý vị ở tiểu bang Texas hay Georgia nhớ đi bầu nếu chưa đăng ký thì đăng ký ngay rồi đi bầu vì năm nay Texas và Georgia trở thành những bang chiến trường. Thua Texas hay Georgia thì hết thuốc chữa. Trong những năm gần đây có nhiều công ty nước ngoài đang tăng tốc rút khỏi trung cộng chẳng hạn như Philips, Samsung, Nokia. Epson Sony Seagate Omron Citizen, ngay cả John một nhà sản xuất trung cộng cũng đã đóng cửa nhà máy tại nội địa để chuyển dây chuyền sang Việt Nam, Ấn Độ và một số khu vực khác. Kể từ khi căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung leo thang, xu hướng tách rời giữa hai cường quốc đã trở nên không thể đảo ngược. Theo khảo sát mới nhất của ngân hàng Standard Chartered, khoảng 70% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoặc đang có ý định chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi trung cộng. Tin tiếp theo thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, Thượng nghị sĩ Ron Johnson đã được hỏi rằng liệu có thể cần một cuộc điều tra đặc biệt hay không. Ông trả lời, bạn biết đấy, tôi không phải là người thích những điều tra đặc biệt, nhưng nếu ông Joe Biden đã cự tổng thống, tôi không nghĩ có thể tránh được điều đó. Nếu không thì điều này sẽ được giấu đi và chúng ta sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả bằng chứng này sẽ bị chôn vùi. Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã thúc giục Tổng trưởng Lý William Barr thành lập một ban cố vấn đặc biệt để điều tra ông Joe Biden trước cuộc bầu cử. Đồng thời, một trong hai chủ tịch Đảng Cộng hòa đã điều tra các email của con trai ông Joe Biden là Hunter Biden và các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của anh này. Bê bối của Hunter Biden trở nên ngày càng được chú ý sau khi tờ New York Post đưa tin về các email bị cáo buộc của Hunter Biden hồi đầu tháng 10. Tờ báo khẳng định rằng con trai ứng cử viên Đảng Dân chủ có thể có mối quan hệ mờ ám với các công ty ở Ukraine và Trung Quốc. Chiến dịch của ông Biden đã phủ nhận việc ông từng họp ở Washington với cố vấn từ công ty khí đốt Burisma Holdings của Ukraine. Tờ New York Post đã đề cập đến cuộc họp này trong bài báo đầu tiên viết về vụ bê bối của Hunter Biden. Cơn sốt bầu cử Hoa Kỳ và cuộc họp kín của Đảng Cộng sản Trung Quốc về các cực của thế giới Cơn sốt bầu cử Hoa Kỳ và cuộc họp kín của Đảng Cộng sản Trung Quốc về các cực của thế giới Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp được đưa ra ánh sáng và các cử tri rất nhiệt tình. Ở bên kia trái đất đã 3 ngày kể từ cuộc họp kín của phiên họp toàn thể lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19. Chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ hiện tại đã bị chia rẽ, Biden không còn được ưu ái, cho đến nay tai tiếng của gia đình Biden vẫn tiếp tục lên men. Theo báo cáo của New York Post về con trai của Biden, Hunter Biden sử dụng tư cách phó tổng thống của cha mình để thực hiện các giao dịch quyền lực kiếm tiền với các công ty nước ngoài, bao gồm cả công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Trung cộng, CEFC sau khi hàng chục nghìn email bị lộ hàng nghìn bức ảnh và nhiều video cùng ba nhân chứng tên thật hunter đã bị điều tra về ít nhất hai khía cạnh của nghi án khiêu dâm trẻ em và rửa tiền xuyên quốc gia Tony Bobulinski cũng đã làm chứng công khai, xác nhận rằng tin tức trên New York Post là đúng sự thật và Biden biết về giao dịch của con trai mình. Sau đó, video không đứng đắn của Hunter được công khai. Các đoạn ghi âm xác nhận rằng anh ta là đối tác kinh doanh với đầu tư gián điệp của Trung Cộng cũng bị lộ. Trước những email, video, bản ghi âm và những nhân chứng hùng hồn, thế giới đã chứng kiến bản thân Biden và Biden cũng như các công ty công nghệ cao của Mỹ như Twitter, Facebook và nhiều phương tiện truyền thông chính thống đang cố gắng che giấu sự thật sự thiếu tin tưởng vào chiến dịch nhìn thấy sự bối rối của quan to của đảng dân chủ đang cố gắng mang lại thảm họa cho nga nhưng bị đâm thủng đối với những người mỹ ủng hộ biden và thậm chí giúp đỡ chiến dịch của biden khi nhìn thấy tất cả những điều này liệu họ có còn tin vào sự lựa chọn của mình sự gia tăng của các tùy chọn tìm kiếm tôi có thể thay đổi phiếu bầu của mình xuất hiện trong các tìm kiếm của google trong những ngày gần đây đã đưa ra câu trả lời Hiện tại, 7 tiểu bang bao gồm Wisconsin, Michigan và Minnesota cho phép cử tri thay đổi phiếu bầu của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người muốn thay đổi phiếu bầu của mình phải là những cử tri đã bỏ phiếu cho Biden. Ngoài những cử tri chung dung, những cử tri này không loại trừ những người cánh tả ôn hòa. Điều khiến họ thay đổi chỉ có thể là vụ bê bối liên tục lên men của Biden và con trai ông, cho dù đó là những video khiếm nhã hay bằng chứng về sự cấu kết kinh doanh và chính trị ngày càng gia tăng, đặc biệt là sự thông đồng bí mật với Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra đại dịch toàn cầu. Vào ngày 25 tháng 10, trong một bài đăng nặc danh được cho là từ những người trong chiến dịch tranh cử của Biden đã xuất hiện trên internet tiết lộ tin tức gây sốc. Bài đăng đầu tiên nêu rõ không ai nói về điều này nhưng biểu hiện của mọi người tự nói lên điều đó. Chiến dịch này đã kết thúc. Tôi cảm thấy xấu hổ khi tham gia vào chiến dịch của Joe và tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Có một số chiến dịch nhân viên và tình nguyện viên của đội đã lựa chọn ra đi. Mấy ngày nay không thấy ai. Nơi hoang vắng như một thị trấn ma. Đang xong bài này tôi cũng bỏ đi và không bao giờ quay lại nữa. Joe rất hư. Gia đình có vấn đề nghiêm trọng sau đó bài đăng đã tiết lộ một bí mật lớn đó là dù sao thì râu cũng không thể thắng cuộc bầu cử này. Chúng tôi đã gọi quá nhiều và đến thăm quá nhiều người. Nhiều người cứ để chúng tôi ra đi và hầu hết những người khác. Những người chỉ lắng nghe chúng tôi trong vài giây, nói với chúng tôi rằng họ không quan tâm. Nhưng cách họ nói cho thấy những người này sẽ không bao giờ cân nhắc việc chọn râu. Tất cả những điều này đều quá bất thường. Đã 10 năm kể từ khi tôi tham gia chiến dịch bầu cử và mọi người đã phản ứng với chúng tôi theo một cách rất khác với năm nay. Dù sao, tôi nghĩ bạn nên sẵn sàng lắng nghe cảm xúc của những người đã trải qua điều đó trước khi rời khỏi trại Biden hoàn toàn, ít nhất tôi có thể làm một chút về việc vạch trần mọi lời nói dối sự đóng góp. Tin tiếp theo, sáng ngày 28 tháng 10, văn phòng sự vụ Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức họp báo thường kỳ, bà Chu Phượng Liên, phát ngôn viên của văn phòng sự vụ Đài Loan đã trả lời các câu hỏi của phóng viên về chủ đề nóng quan hệ hai bờ eo biển Trung Quốc Đài Loan, phóng viên hỏi: "Vài ngày trước một học giả đã liệt kê 8 bằng chứng cho thấy hai bờ eo biển đã chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh, xin hỏi bà có bình luận gì về việc này?" Đoạn video quay lại hiện trường cho thấy, sau khi phóng viên đưa ra câu hỏi, bà Chu Phượng Liên cúi đầu nhanh chóng lật tìm tài liệu đã chuẩn bị sẵn dưới bàn, nhưng mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời, khiến toàn bộ hội trường im lặng trong hơn 40 giây. Sau đó bất ngờ bà Chu nói, chúng ta có thể lùi câu hỏi này về sau không? Một lúc sau, bà Chu Phượng Liên đã tìm được câu trả lời trong tệp tài liệu của mình và bắt đầu đọc theo đáp án chuẩn bị sẵn bà tuyên bố việc chính quyền đảng Dân Chủ Tiến Bộ Đài Loan câu kết với các thế lực bên ngoài là nguyên nhân sâu xa tạo thành hình thế phức tạp của Đài Loan hiện nay. Cảm ơn quý vị đã xem Vlog này. Xin được hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nếu quý vị thích chia sẻ của Von Vlog Minnesota, vui lòng hit like, share và subscribe để ủng hộ Von nhé. Đa tạo quý vị.